Trẻ nghiện xem TV điện thoại là vấn đề thường gặp ở nhiều gia đình. Nhiều bố mẹ khi bận rộn là cứ ném cho con cái điện thoại hoặc mở TV để con xem cả ngày. Nhưng hành động này sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Lâu dần con sẽ bị nghiện và có những hành vi khó bảo, học theo những cái không tốt khi bố mẹ không quan tâm sát sao đến trẻ. Khi trẻ bị nghiện TV điện thoại thì khó lòng mà dứt ra được. Chúng ta không thể cấm hoàn toàn, không cho trẻ dùng TV, điện thoại bởi vì sau này con cũng cần phải tiếp xúc và sử dụng nó. Thay vì cấm đoán, bố mẹ có thể áp dụng những cách sau. 1. Giới hạn thời gian xem. Trẻ sơ sinh dưới 18 tháng tuổi thì nói không với bất kỳ thiết bị điện tử nào. Trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem tối đa 1 giờ mỗi ngày. Tốt nhất là mỗi lần khoảng 15 phút, giải đều trong ngày, trẻ sẽ cảm giác xem vậy là đủ. 2. Không sử dụng điện thoại khi ở cùng con. Giảm bớt phiền nhiễu và gián đoạn bằng cách tắt chuông, cất điện thoại đi khi trò chuyện, chơi hoặc tương tác trực tiếp với con. Chỉ sử dụng khi không có con ở đó, vì nếu không con chắc chắn sẽ tò mò và đòi hỏi. 3. Tránh bật rồi để đó. Tắt TV khi trẻ đang chơi hoặc không có ai xem, nhất là trong các bữa ăn, tránh con bị ăn thụ động, rối loạn tiêu hóa. 4. Không xem trước giờ ngủ 1 tiếng. Không xem TV, điện thoại trước khi ngủ vì có thể khiến con trằn trọc. Thay vào đó là những câu chuyện, bài hát, âu yếm trước khi ngủ. 5. Chọn các loại nội dung xem dành cho trẻ em. Chọn lọc những kênh giáo dục có giá trị liên quan đến bài học ở ngoài đời thực. Đừng cho trẻ xem những thể loại giải trí nhiều quá. Tìm kiếm các ứng dụng, trò chơi và sách điện tử. Tránh những app game có tiếng chuông, huýt sáo, bích khiến con mất tập trung vào nội dung giáo dục. Đặt các câu hỏi, nói chuyện về các nhân vật trong trò chơi, mô tả những gì con nhìn thấy trên màn hình. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần làm gương cho con. Bản thân mình vẫn dính mắt vào điện thoại cả ngày, thậm chí lúc ăn uống, trò chuyện với con cũng không rời được điện thoại ra thì cũng không thể giúp con thay đổi. Cảm ơn ba mẹ đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh. Nếu ba mẹ muốn tìm hiểu thêm về kinh nghiệm và kiến thức chăm con, thì hãy nhấn vào kênh của mình và tìm đến mục video để xem được nhiều hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ ở video tiếp theo.